Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những điều chúng ta đã trải qua trong 2 năm qua. Chúa cho chúng ta vẫn còn sống để cùng nhau vui hưởng ngày Father Day này. Chúa Ngài có ban phước trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể trải nghiệm được những điều phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Đó là một phước lớn ở trong ơn của Chúa. Cho nên cảm ơn Chúa vì chúng ta có sự giao quý báu này trong buổi sáng hôm nay. Như tuần rồi chúng ta đã cùng nhau học hỏi. Chúng ta đang ở trong loạt bài Đứng một cách dũng cảm. Đây là một làn sóng và sự kêu gọi của Chúa cho những người đàn ông tại nước Hoa Kỳ này. Vì chúng ta đang ở trong những ngày hết sức đặc biệt. Chúng ta cần tái khám phá lại nam tính trong một thế giới đầy thử thách này. Nam tính ở Mỹ chưa bao giờ bị tấn công như ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng cái thuật ngữ này mà thôi, nam tính, masculinity, thì chúng ta thấy đã bị coi là độc hại hoặc là gây khó chịu cho nhiều người khi họ nghe đến chuyện này. Đó là vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Đó là lý do tại sao người đàn ông sống ở tại Mỹ này thấy có một sự mâu thuẫn ở trong vai trò của họ ở trong xã hội. Vì xung quanh chúng ta, thông điệp luôn luôn bắn tin ra một cách phổ biến trong quốc gia của chúng ta là nam tính về bản chất là xấu và là nguyên nhân sâu xa của rất nhiều nan đề đang gây ra trong xã hội của chúng ta. Có đúng khi những người đàn ông sử dụng cái sức mạnh cơ bắp của mình mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho để đánh đập vợ con, mà người Việt chúng ta gọi là vũ phu, thì đó là cái nam tính đã sử dụng một cách sai lầm. Và nam tính được hiểu theo như một số người là mình phải nói chuyện tộc tằn, mình phải là một cái người giống như là ăn bậy nói phét mới tỏ ra là mình là một người đàn ông. Cái đó cũng sai. Chúng ta cần tái khám phá lại nam tính hay là nam nhi hay là trượng phu mà lời của Chúa dạy bảo cho chúng ta, để chúng ta có thể sống đúng theo như kế hoạch mà Chúa Ngài đã định, để Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Lý do là bởi vì ngày hôm nay một số trường cao đẳng và đại học hiện họ đang mở những lớp học về cách khắc phục và giải thoát khỏi hiện tượng rất đe dọa được gọi là nam tính. Mục tiêu của họ đó là khiến cho những người đàn ông sẽ được tự do khỏi nam tính của mình. Và mục tiêu lớn hơn nữa đó là họ muốn tái tạo, tôi tạm dùng chữ là thương hiệu của nam tính, branding of masculinity. Và mục tiêu của người ta muốn đó là sự phi nam hóa, hay cụ thể hơn gọi là sự nữ tính hóa của nam giới. Người ta muốn những người đàn ông phải trở nên giống như đàn bà hơn, từ cách ăn mặc cho đến cách cư xử. Vì đối với họ, nam tính là chất độc của xã hội. Nhưng thưa các anh em, đó là cái nhìn của những người chống Chúa, những người vô thần. Kinh Thánh thì cho chúng ta biết rằng Chúa rất muốn chúng ta là những người nam nhi, bày tỏ cái sự sống của mình như một trượng phu, một người nam với đầy nam tính, sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ, để chu cấp, để hướng dẫn, để lãnh đạo. Vì có như vậy, gia đình mới vững, xã hội mới vững vàng. Và chúng ta biết rằng có những cái đầu óc đang tìm đủ mọi cách để cướp khỏi anh em chúng ta điều mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài muốn chúng ta làm những người mạnh dạn, dũng cảm cho Chúa. Vì khi người đàn ông trong xã hội, nhất là những con cái của Chúa, cảm ơn Chúa chúng ta dũng cảm và chúng ta mạnh mẽ trong cuộc sống, thì điều ác không thể nào tự do hành động trong xã hội và len lỏi vào trong gia đình của chúng ta. Cho nên chúng ta
hơn bao giờ hết. Cần trở lại với chính lời của Chúa để chúng ta phải làm một người cha, người anh đầy nam tính, để chúng ta bày tỏ ra sự bảo vệ, sự chu cấp, sự hiện diện của mình và sự chỉ dẫn, huấn luyện, trang bị hầu cho con em của chúng ta chuẩn bị cho ngày ra đời, đối diện với cuộc sống. Chúng ta cần có cái phước hạnh của thế hệ này truyền xuống cho thế hệ khác. Và tuần rồi chúng ta đã suy nghĩ với nhau, Đức Chúa Trời là cha chúng ta trên trời, cha thiên thượng của chúng ta, Đấng đã dựng nên Adam và Eva, Ngài ban phước cho và Ngài chu cấp cho họ tất cả những gì cần thiết để con người có thể sống ở trên một môi trường trọn vẹn nhất mà chúng ta có thể nói rằng đó là địa đàng hay là thiên đàng trên đất này. Chúa Ngài ở cùng họ. Mỗi ngày Chúa đến thăm viếng trò chuyện ở trên tạo vật của Ngài. Và Ngài để sự hiện diện của Ngài một cách rõ ràng đến độ họ nghe được tiếng bước chân của Chúa, mặc dù Chúa là vô hình. Nhưng mà Ngài cũng để lại tiếng bước chân của Ngài, cho nên Adam và Eva nghe tiếng Chúa bước đi ở trong khu vườn và họ biết về sự hiện diện của Ngài đang bày tỏ ra ở đó với họ. Ngài cũng là Đấng giúp đỡ, chỉ dẫn, dạy dỗ, trang bị, hầu cho Adam và Eva biết được sự khác biệt giữa tự do và trách nhiệm, cũng như biết rằng tất cả mọi việc chúng ta làm đều có cái hậu quả của nó hay là cái kết quả của nó. Điều xấu sẽ trở nên hậu quả, điều tốt sẽ đem lại kết quả. Và Chúa Ngài đã bày tỏ ra điều đó mà chúng ta đã học. Cách mà Chúa Ngài đã dựng nên, Ngài hướng dẫn, Ngài huấn luyện, Ngài ở cùng với Adam và Eva trong ba chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ sự hiện diện, chu cấp, ban phước của Ngài trên một con người mà Chúa Ngài muốn người này có thể mạnh mẽ và can đảm cho Chúa. Ông là người đã tuyên bố ở giữa thế hệ của mình một quyết tâm, một lối sống đáng để giúp đỡ cho chúng ta là những người cha, những người chủ gia đình sống một cách dũng cảm cho Chúa. Đó là lời tuyên bố: nhân ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Giô-suê nói câu này trong một bối cảnh ông tụ hợp các trưởng lão, những người đàn ông ở giữa những người Israel đến và nói: các anh ngày hôm nay hãy chọn thờ phượng ai, các thần của dân ngoài hay Đức Chúa Trời? Nhưng mà các anh chọn thế nào thì là chuyện của các anh, nhưng mà hãy biết một điều: tôi và nhà tôi, gia đình của tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Một lập trường rất là vững, được yểm trợ bởi một lối sống mà chúng ta thấy rằng đã được Chúa Ngài ban phước và đã bày tỏ ra một cách rất là rõ ràng. Khi nói đến dũng cảm, khi nói đến một đời sống mạnh dạn, chúng ta nhớ đến con người này là Giô-suê, là người mà Chúa Ngài đã đến với ông những cách khác nhau. Nhưng mà ngay trong cái giai đoạn chuyển tiếp của lãnh đạo thì Chúa Ngài đã đến và giúp đỡ chuẩn bị ông để đưa dân sự của Chúa vào chiếm lấy vùng đất hứa. Chúa đã hứa ban. Và Ngài biết rằng họ sẽ đối diện với sự chống đối, đánh trả. Nhưng Chúa Ngài muốn ban phước cho để Giô-suê và dân sự của Chúa có thể chiếm lấy vùng đất hứa mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ của họ. Anh em của tôi là những người nam ở trong hội thánh, những người nghe tôi, cảm ơn Chúa, vùng đất hứa của đời sống của chúng ta ngày hôm nay, một vùng đất đựng sữa và mật, một vùng đất tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa, là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Mà Thi Thiên 112 đã mô tả cho chúng ta đó là người được phước khi vợ và con cái ở chung quanh mình, vợ như dây nho thảnh mộc, con cái như những người hùng mạnh ở trên đất này, được Chúa Ngài ban phước. Và tất cả những phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho gia đình của chúng ta, như Chúa Ngài đã bày tỏ ở trong lời của Chúa, chúng ta có thể nhận được
chúng ta có thể chiếm lấy, để rồi các đơn vị nhỏ của gia đình sẽ gộp lại trở nên một đất nước xứ sở tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy ở trong đời sống của chúng ta. Giô-sê đã bày tỏ cho chúng ta hình ảnh của một người đàn ông mạnh dạn và can đảm. Chúng ta có thể thấy ngay gương của Giô-sê, một con người can đảm, đã hướng dẫn dân Israel vào chiếm đất hứa và sẵn sàng đối diện với những thách thức. Can đảm không phải là không biết sợ, nhưng mà là đã thắng sự sợ hãi ở trong lòng. Ông là một người thanh liêm, loại người mà chúng ta có thể tin tưởng đến mức chúng ta có thể giao mạng sống vào trong tay người lãnh đạo này, cũng như chúng ta có thể cùng với người lãnh đạo này đi ra chiến trận để đánh và chiếm lấy vùng đất mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa ban cho. Ông là một người có lập trường vững vàng. Những điều ông tin không phải là việc kín giấu hay dao động. Ông rất là vững, như ông đã bày tỏ: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Còn các anh em muốn chọn như thế nào, đó là sự tự do của anh em. Nhưng hãy biết một điều, tôi thì đã đi đến một cái quyết tâm rồi. Suốt đời của tôi, còn sống chừng nào tôi hướng dẫn cho gia đình, con cái của tôi đi chung với nhau trong một chí hướng: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Giô-sê biết rằng một nước chỉ vững mạnh khi có những người cha vững chãi ở trong sự tin kính. Giô-sê biết rằng người cha có sức để mang lại sự an ninh của ngày hôm nay và niềm tin tiềm năng vào ở trong những ngày mai. Xã hội trong nhiều năm tháng đã hạ thấp giá trị và vai trò của người cha. Và đáng tiếc là những người nam ở trong hội thánh của Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta cũng đã để cho cái kế hoạch đường lối này đã lấn ép chúng ta. Nhiều người cha đã chọn theo đám đông và cũng đã xem thường và xem nhẹ vai trò làm cha như là điều không có gì quan trọng. Và trong danh nghĩa chúng ta đeo đuổi giấc mơ của người Hoa Kỳ, The American Dream, thì chúng ta muốn có nhà lớn hơn, xe xịn hơn và những thứ khác mà chúng ta lãng quên một cái điều, đó là gia đình của chúng ta cần người lãnh đạo. Con cái của chúng ta cần sự có mặt của chúng ta. Con cái của chúng ta cần nhìn thấy chúng ta là những người đàn ông dũng cảm, mạnh mẽ, đứng ở trước những nghịch cảnh, đứng trước những bão tố của đời sống, con có thể học được để đến phiên nó cũng có thể có một sự can đảm để đứng vững ở trước những sóng gió của cuộc đời. Vì thiếu cái gương này trước mắt của mình, vì thiếu cái sự nhận biết cái giá trị của mình, mà những người nghiên cứu về xã hội học đã đi đến một cái kết luận: chúng ta đã sản sinh ra một thế hệ của những người kinh nghiệm cuộc sống không có cha trong cuộc đời của mình, hay nếu có thì cũng là người cha vắng mặt. Dù có mặt ở trong căn nhà đó, nhưng mà người cha đó không năng động như đang phải có. Và tình trạng mỗi một ngày chúng ta thấy gia đình bị tấn công, xã hội bị ảnh hưởng bởi sự vắng bóng của những người lãnh đạo tin kính Chúa. Và chúng ta thấy mỗi ngày cái tình trạng nó một đèn tối hơn. Nhưng cảm ơn Chúa, có một cái niềm hy vọng lớn lao đang diễn ra. Và Đức Chúa Trời đã đánh thức những người nam. Có những phong trào mà Chúa Ngài đang ban phước để những người đàn ông, những người cha trở lại với Đức Chúa Trời, nhận phước hạnh và năng lực từ nơi Chúa để có thể đứng lên và hướng dẫn gia đình của mình. Cảm ơn Chúa. Điều này đang diễn ra trong luôn cả các chủng tộc. Bởi ơn của Chúa, những cái nhóm mà trước đây được biết đến là những người đàn ông chỉ biết ăn nhậu, nhậu cho đến độ gọi là say xỉn không biết đường về, Chúa Ngài đang kéo những người đàn ông của cộng đồng này đang trở lại với Chúa. Ở trong những cộng đồng của những người đàn ông chỉ biết đem gieo giống của mình và cho rất là nhiều phụ nữ mang bầu mà không có trách nhiệm với những đứa con mà mình đã tạo ra, hiện tại họ đang trở lại với Đức Chúa Trời và tìm gặp nhau để yểm trợ xây dựng niềm tin cho nhau. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ dùng chúng ta để đem lại một cái làn sóng, một phong trào, để những người đàn ông Việt Nam được biết đến là những người rượu chè, cờ bạc,
gái gú, đánh đập vợ con, chửi thề, ăn chơi, trở thành những người tinh kính, những người lãnh đạo tốt đẹp để hướng dẫn gia đình của mình trong những ngày sắp đến. Mỗi người trong chúng ta, trong cuộc sống chúng ta đều có một gương mẫu mà chúng ta học theo, chúng ta bắt chước. Và không có một cái gương nào và quan trọng cho bằng. Đó là những người cha làm gương cho con cái của mình. Vì sự khác biệt giữa người cha, người thầy, đó là người thầy, thầy cô có thể giúp cho chúng ta những kiến thức về học vấn. Nhưng mà chỉ có những người cha là những người ở gần con đủ, dành nhiều thời gian đủ cho con để nó có thể quan sát và bắt chước cha của mình. Cho nên đây là điều hết sức là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Cho nên các anh em của tôi, hãy sắp xếp lại thời giờ của mình. Chúng ta có thể có lợi tức thấp hơn một chút, nhưng mà chúng ta có nhiều thời giờ hơn cho con cái, thì theo chiều dài chúng ta sẽ thấy rằng nó lợi hơn rất nhiều để chúng ta làm việc mà chúng ta không còn thấy mặt con cái, và con cái cũng không thấy mặt chúng ta. Và Chúa ngài sẽ ban phước trên chúng ta khi chúng ta biết học theo gương của Chúa, là đấng mà chúng ta từng rồi chúng ta đã học, là đấng cung cấp nhu cầu cho Adam và Eva, đấng hiện diện với họ, đấng bảo vệ họ, có những cái quy luật để giúp đỡ cho họ được gìn giữ bảo vệ trong ơn của Chúa, và đấng chuẩn bị họ để họ có thể có làm những cái quyết định đúng. Và hôm nay chúng ta thấy Đức Chúa Trời cũng ban cho Giô-suê sự cung cấp lời hứa về sự hiện diện của Ngài một cách thật là tuyệt vời, và lời hứa về sự bảo vệ của Chúa cũng thật là tuyệt vời, cũng như sự chỉ dẫn của Chúa. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ với nhau làm thế nào để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, can đảm, được tìm thấy ở trong lời của Chúa trong Giô-suê chương 1 từ câu 1 cho đến câu số 15. Xin các chị em kiên nhẫn, không phải chúng tôi quên các chị em đâu, nhưng mà xin yểm trợ để chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện yểm trợ, và Chúa ngài ban phước để trong hội thánh của Chúa tại đây sẽ có những người đàn ông rất là đàn ông, để chúng ta sẽ đẩy mạnh công việc của vương quốc của Đức Chúa Trời và việc xây dựng một gia đình hạnh phúc như lời của Chúa đã hứa với chúng ta. Và sứ đồ Phaolô cũng đã khuyên hội thánh của Chúa ở tại thành Corinto, trong Corinto thứ nhất chương 16 câu 13 đến 14 như sau: anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ, mọi điều anh em làm hãy làm trong tình yêu thương. Đó là bản dịch hiệu đính. Bản dịch mới thì gần hơn với bản tiếng Anh English Bible như thế này: xin anh chị em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy chứng tỏ khí phách của những bậc trượng phu, hãy mạnh mẽ, mọi điều anh chị em làm hãy làm trong tình yêu thương. Chúng ta để ý đến có thêm chứng tỏ khí phách của những bậc trượng phu. Và trong bản nhuận trắng thì khi anh em hãy thức canh, hãy đứng vững trong đức tin, hãy làm người trượng phu, hãy mạnh mẽ, mọi điều anh em làm hãy lấy lòng thương yêu mà làm. Cảm ơn Chúa, sứ đồ Phaolô biết điều này. Hội thánh của Chúa sống ở tại thành Corinto cũng đối diện với những điều giống như chúng ta ngày hôm nay. Thành phố lớn rộng, sầm uất, nhưng cũng có những tội lỗi diễn ra tại đó. Ông thách thức hội thánh của Chúa hãy tỉnh thức, đứng vững, chứng tỏ khí phách của những bậc trượng phu, hãy mạnh mẽ, và trong mọi việc mình làm hãy làm trong tình yêu thương. Bây giờ chúng ta cùng xem điều mà Chúa ngài đã bày tỏ sự ban cho của ngài cho Giô-suê trong trọng trách mà Chúa ngài giao cho ông, cũng như lời hứa của Chúa, để chúng ta cùng nhau rút tỉa những nguyên tắc để chúng ta có thể trở nên những người đàn ông mạnh dạn và can đảm cho Chúa. Giô-suê chương 1 từ câu 1 cho đến câu số 15: sau khi Môi-se đầy tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê con trai của Nun phụ tá của Môi-se rằng: Môi-se đầy tớ ta đã chết, bây giờ con và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh
và đất mà ta sắp ban cho dân Israel. Bất cứ nơi nào bằng chân của các con đạp đến thì ta ban cho các con, như ta đã phán với Môi-se. Địa phận của các con sẽ từ quan mạc và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, luôn cả đất của dân Hê-tít cho đến biển lớn về hướng mặt trời lặn. Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như ta đã ở với Môi-se. Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Hãy mạnh dạn và can đảm, vì con sẽ dẫn dân này đi nhận lấy đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ của họ. Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp của Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong đó. Vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường của mình và mới thành công. Chẳng phải ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Bây giờ Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng: hãy trải khắp trại quân và truyền lệnh này cho dân chúng rằng: hãy chuẩn bị lương thực, trong 3 ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh này để chiếm lấy đất mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em. Giô-suê cũng nói với người Ruben, người Gát và phân nửa bộ tộc của Manasseh rằng: hãy nhớ lại lời Môi-se đầy tớ của Jehovah đã truyền cho anh em rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của anh em cho anh em một nơi an nghỉ và ban đất này cho anh em. Vợ, con cái và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho anh em ở bên này của sông Giô-đanh. Nhưng anh em, tức là tất cả những người mạnh dạn, phải cầm vũ khí vượt qua trước anh em của mình và giúp đỡ họ, cho đến khi Đức Jehovah ban sự an nghỉ cho anh em của anh em, như đã ban cho anh em, và họ cũng nhận được phần đất mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ban cho họ. Bây giờ anh em sẽ trở về chiếm lấy sản nghiệp và phần đất mà Môi-se đầy tớ của Đức Jehovah đã ban cho anh em phía bên này của sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc. Cảm ơn Chúa. Một phần kinh thánh chúng ta thấy rất mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm cúng. Có một người đã viết một quyển sách nói về nam tính. Ông nói rằng một người đàn ông đầy nam tính là một người có những lúc phải cứng rắn như thép, nhưng mà cũng có thể mềm mỏng, mềm như nhung. The man of steel and velvet. Và chúng ta thấy hai điều này có thể bị lợi dụng. Có những người thì cứng quá mà không mềm như nhung, cho nên cứng quá mà nó cũng gây đổ vỡ. Có những người mềm quá như nhung mà không có cái nếp sắt thép, thì chúng ta thấy rằng cũng không phải là điều tốt đẹp. Nhưng mà cả hai, có những lúc cần phải cứng như thép và có những lúc mềm mỏng, phải mềm như nhung như lụa. Và đó mới thật là hình ảnh của một người nam giới, một người đầy nam tính trong định nghĩa của Kinh Thánh. Và chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời cũng bày tỏ điều đó. Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài chống lại điều ác, Satan, rất là sắt thép. Nhưng mà đối với con cái của Ngài thì Ngài chăm sóc như là cha chăm sóc con cái của mình. Như là một đấng chăn chiên dắt những con chiên cái đang cho con bú, bồng ẩm nó trên tay của Ngài. Sắt thép nhưng cũng mềm mỏng. Đó mới thật là một người có nam tính theo định nghĩa của Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa nhà ban cho chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em ở trong thời gian này, chúng ta cần định nghĩa lòng dũng cảm. Dũng cảm là khả năng đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, bất ổn định hoặc đau đớn mà không sợ hãi hoặc bị chệch hướng khỏi một hướng hành động đã được chọn. Không xoay qua bên trái, cũng không xoay qua bên phải. Vững tiến theo những điều, những hướng mà mình đã được kêu gọi. Là khả năng làm điều gì đó mà chúng ta biết là đúng và tốt, mặc dù điều đó nguy hiểm, đáng sợ hoặc rất là khó khăn. Như vậy chúng ta thấy mạnh dạn và can đảm không phải là không biết sợ, nhưng mà là đối diện, đã đối diện với cái sợ đó rồi. Bằng lời hứa của Chúa, bằng sự chỉ dẫn của Chúa, bằng sự hiện diện của Chúa ở cùng. Một số các ví dụ về lòng can đảm của những con người trong Kinh Thánh mà chúng ta có thể thấy rằng họ can đảm và Chúa yểm trợ họ. Chúng ta nhớ đến Daniel, ông đã can đảm để bỏ qua chỉ vụ của nhà vua cấm mọi người cầu nguyện. Thì ông chẳng những là ngưng cầu nguyện như lệnh của vua, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ông về nhà, mở cửa sổ của mình ra để ông cầu nguyện.
để mọi người có thể nhìn thấy. Và mỗi ngày, không phải là một lần, ba lần ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông không lùi bước trước chỉ dụ của vua. Vì điều đó đã khiến cho ông bị ném vào hang sư tử. Với Đức Chúa Trời, Ngài hài lòng và Ngài trân quý cái sự can đảm này của Daniel. Và theo như lời của Daniel trả lời cho vua Darius, đó là Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài bịt mồm sư tử. Khi những người ganh ghét Daniel và đã chủ mưu trong công việc khiến cho vua phải mắc kẹt vì lệnh mà vua đã ký ra, lúc bây giờ không nghĩ rằng cái người quan cận thần của mình mà mình yêu mến sẽ bị sập bẫy của cái chỉ vụ này. Khi Daniel bị ném vào trong hang sư tử thì vua về và suốt đêm không ngủ được. Sáng hôm sau dậy sớm và đến cửa miệng của hang sư tử và hỏi Daniel, Đức Chúa Trời của ngươi có cứu ngươi chăng? Ngươi còn sống không? Daniel từ trong hang sư tử chúc vua sống lâu và đã xác nhận rằng Đức của tôi đã sai lệnh thiên sứ của Ngài đến bịt mồm sư tử. Kẻ thù của ông nói rằng chắc tại sư tử nó no. Ông vua nói rằng thử cho biết. Bắt ném họ, vợ của họ, con cái của họ. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta, họ chưa rớt xuống đáy của hang sư tử thì sư tử đã xé xác của họ. Ba bạn của Daniel là những con người can đảm khác. Vua lúc bây giờ cũng nghe những định thần muốn hại những người Hebrew, là những người kính sợ và chỉ thờ phượng một chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời mà thôi. Họ khuyến khích vua làm một cái tượng và dựng lên ở giữa một cái đồng vắng để nhiều người có thể thấy được cùng một lúc. Và khi tiếng nhạc trỗi lên, tất cả mọi người phải cúi xuống và thờ lại hình tượng của vua Nebuchadnezzar. Chúng ta có thể hình dung tại cái đồng trống đó, với cái tượng được dựng lên ở giữa đồng trống đó. Tiếng nhạc bắt đầu trỗi, ngàn ngàn người sắp mặt xuống để thờ lại cái tượng này. Và trong giữa cái vùng đồng trống và đất như vậy, ở vùng sa mạc, chúng ta có thể hình dung là bụi nó tóc lên. Nhưng mà khi bụi lắng xuống, trong lúc tất cả mọi người đều sắp mặt xuống để thờ lại cái tượng này, có ba thanh niên vẫn đứng thẳng lưng, mạnh mẽ, dũng cảm, không khuất phục ở trước lệnh của vua, dù mạng sống của mình có thể bị cắt đi. Và bởi quyết định đó, can đảm đứng, và chúng ta biết rằng họ đã bị ném vào hồ lửa. Và trong cái lò lửa này, vua lại ra lệnh là phải thêm củi vào và khiến cho nó nóng gấp 7 lần hơn bình thường. Nhưng mà Đức Chúa Trời thưởng cho lòng can đảm của họ bằng cách cứu họ. Và Ngài đã bước vào trong hồ lửa đó với họ. Vua hỏi những quần thần của mình hồi nãy chúng ta ném vào ở trong cái lò lửa này bao nhiêu người? Thì họ trả lời là chỉ có 3 người thôi. Và vua hỏi về cho cái nhân vật thứ 4 đang ở trong đó với họ là ai? Mình dạng giống như con người. Chúng ta tin đó là Đức Chúa Giêsu Christ ở trong cựu ước. Ngài đã bước vào ở trong lò lửa hừng đó với những con người dũng cảm dám đứng cho niềm tin của mình. Và Chúa Ngài ban thưởng, để rồi Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng khi vua ra lệnh kéo họ ra thì áo của họ không có mùi khét và cũng không có một sợi tóc nào trên đầu của họ bị cháy. Thì Đức Chúa Trời trân quý, yểm trợ và ban phước trên những con người can đảm này. Là những người dám nói với vua. Khi vua hỏi Đức Chúa Trời của các ngươi có thể bảo vệ các ngươi không? Họ trả lời, Đức Chúa Trời của tôi chắc chắn sẽ cứu chúng tôi ra khỏi lò lửa này. Nhưng mà họ nói thêm một điều mà chúng ta thấy cái sự dũng cảm của họ thật là tuyệt vời. Nhưng nếu Ngài không cứu ra, thì vua cũng biết chắc một điều rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cúi xuống để thờ lại tượng của vua đã làm này. Dũng cảm đến chết. Đó là điều mà ngày hôm nay xã hội và gia đình đang cần. Chúng ta thấy ngày hôm nay đáng tiếc rằng có những người cha, những người đàn ông chưa bị bắt bớ đã tự bắt bớ lấy mình. Chưa bị giới hạn mình đã tự giới hạn mình. Chưa bị loại khỏi vòng chiến mình đã tự loại ra khỏi vòng chiến. Chưa đánh trận mà mình đã đầu hàng thua non. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng
gia đình của chúng ta ngày hôm nay, những người vợ, những người con đang cần có những người đàn ông dũng cảm là như vậy. Và thế hệ kế tiếp của chúng ta, họ đang nhìn để học theo những cái gương nào? Nếu chúng ta hèn nhát, nếu chúng ta vắng mặt trong đời sống của con cái của chúng ta, thì chúng nó học cái gì nơi chúng ta? Hay là nếu chúng ta vắng mặt và nó không có dành thời gian đủ cho con để nó quan sát, để nó có thể bắt chước được với chúng ta, thì chúng ta đang huấn luyện, đang hướng dẫn một thế hệ. Và tôi tin rằng việc nó sẽ tồi tệ hơn nhiều lần nữa ở trong những ngày sắp đến. Nhưng mà xin Chúa ngày ban phước để chúng ta sẽ làm gương. Và xin Chúa ngày ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể mạnh dạn và can đảm như Môi-se đã dũng cảm công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời cho Pharaoh: hãy để dân ta đi. Ông đang nói với một vị vua. Pharaoh có nghĩa là vua theo cái cách của người Ai Cập gọi vua của mình, hay là người La Mã gọi vua của họ là hoàng đế Caesar, còn đây là Pharaoh. Môi-se đến nói với Pharaoh rằng hãy để cho gần 1 triệu nhân công làm việc không lương rời khỏi xứ Ai Cập. Ông đứng để nói chuyện với một vị vua có một cái quân đội hùng mạnh nhất ở trong thế giới lúc bây giờ. Và chúng ta biết rằng ông phải dũng cảm lắm mới có thể làm được công việc này. Không phải là Môi-se không biết sợ, lúc đầu ông có sợ đó. Ông có từ chối sự kêu gọi của Chúa. Ông rằng Chúa bảo con đi ăn nói, nhưng mà con là cái người không phải là người ăn nói giỏi. Thật ra sách Vụ Sứ Đồ cho chúng ta biết Môi-se là một người có tài ăn nói, nhưng mà những biến cố xảy ra trong đời sống đã làm cho ông mất tiếng nói của mình. Ngày xưa ông là một cái người rất là mạnh mẽ, nhưng mà vì những cái thất bại trong đời sống của ông mà bây giờ thì ông nói lắp bắp. Giống như nhiều ông chồng sau khi ở trong hôn nhân của mình thời gian bị bà vợ ăn hiếp quá, cuối cùng mà ông nói gì được nữa. Hay là xã hội, cuộc sống đã đẩy đưa khiến cho cái người đàn ông này mất lửa. Nhưng mà Môi-se ở tại đây, sau khi được Chúa Ngài trấn an, ban phước cho ông và hứa rằng Ngài sẽ ở cùng ông, ông đã can đảm nói với Pharaoh, và cuối cùng Chúa đã yểm trợ ông bằng cách đổ 10 tai vạ xuống xứ Ai Cập. Vì Pharaoh cứng lòng cho đi rồi thay đổi ý kiến, thay đổi quyết định của mình, và phải đến tai vạ thứ 10 đổ xuống ở trên xứ Ai Cập thì ông mới buông tay và để cho dân sự của Chúa đi. Đây là những người nam bình thường như chúng ta anh em ơi. Họ cũng biết sợ, họ cũng có cuộc sống, cũng có vợ con. Một điều quý mà chúng ta thấy được tại đây đó là họ đã can đảm vì họ biết Đức Chúa Trời của mình. Họ là những người trở nên những con người mà chúng ta gọi là những người đàn ông có lòng dũng cảm và đầy đức tin. Chứ mạnh mẽ và can đảm không phải là tự động mà có. Tôi xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta để thời gian còn lại của chúng ta học ít nhất là 4 điều mà Chúa Ngài đã hướng dẫn, Ngài đã ban phước, Ngài chỉ dẫn để Giô-suê có thể làm một cái người can đảm. Thì xin Chúa cho để chúng ta có thể cùng học với nhau để Chúa Ngài dấy lên ở giữa chúng ta những người đàn ông mạnh dạn và can đảm cho Chúa. Thứ nhất, để có thể trở nên một người dặn dĩ và can đảm, chúng ta phải đứng vững trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Câu số 3 cho chúng ta thấy điều mà Giô-suê được Chúa Ngài nhắc nhở: bất cứ nơi nào chân của con đạp đến thì ta sẽ ban cho các con như ta đã phán với Môi-se. Chúng ta nhớ trong câu số 1, Chúa đến với Giô-suê trong cái giai đoạn này. Ngài nói rằng Môi-se tôi tớ của ta đã chết. Nếu chúng ta lùi lại một chút, chúng ta thấy rằng thật ra Chúa Ngài đang thay thế một người lãnh đạo mới. Môi-se không chết theo cái nghĩa của già rồi chết. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, bởi vì ông đã có một lần không vâng lời Chúa, mà Chúa không cho ông được cái đặc ân để
hướng dẫn dân sự của Chúa vào chiếm lấy vùng đất hứa. Chúa đưa ông lên núi, ông nhìn vào trong đất hứa từ xa. Cái thánh ghi lại cho chúng ta, Chúa sai thiên sứ của Chúa đến và đem ông đi và giấu xác của ông. Chúa nói, Môi-se đệ tớ của ta đã chết. Bây giờ con và dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh vào đất mà ta sắp ban cho dân Israel. Anh em của tôi, lời hứa của Đức Chúa Trời không thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngài hứa và Ngài chắc chắn Ngài sẽ làm. Lời hứa của Đức Chúa Trời không thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lãnh đạo. Lãnh đạo đến rồi lãnh đạo đi. Nhưng mà lời hứa của Đức Chúa Trời vượt cao hơn, và những gì Đức Chúa Trời Ngài toan định làm nó xuyên các thế hệ. Lời của Đức Chúa Trời vẫn và sẽ vẫn là y nguyên, sẽ không thay đổi. Và đây là tuyệt vời mà chúng ta có thể đặt lòng tin trên lời của Chúa là Kinh Thánh, là quyển sách. Bất cứ lúc nào, bất cứ quốc gia nào, chủng tộc nào đưa vào đều là hợp lý và hợp thời. Chúng ta cũng nghe nói Kinh Thánh ngày hôm nay lỗi thời rồi, bởi vì nó là lời hàng sống của Đức Chúa Trời, là quyển sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất ở trên thế giới, luôn luôn là quyển sách bán chạy nhất từ khi người ta đã phát minh ra được in ấn. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài sử dụng những người lãnh đạo khác để lấp đầy những khuyết điểm, những cái sự thất bại, bất lực hoặc sai lầm của người của Ngài, để Chúa có thể hoàn toàn dẫn dắt để vinh quang thuộc về Ngài. Và trong trường hợp này, tại đây chúng ta thấy Chúa Ngài đã không cho phép Môi-se bước vào trong đất hứa, dẫn dân sự vào trong đất hứa, nhưng mà Chúa Ngài đã định để người trẻ Giô-suê bây giờ bước lên để thay thế vị trí đó. Đây là điều mà chúng ta cũng có thể học được ở những người nam trong hội thánh của Chúa. Giống như Môi-se đã không phàn nàn với Đức Chúa Trời khi ai đó thay thế mình, thái độ của chúng ta cũng phải giống như vậy, khiêm nhường hoàn toàn vì vinh quang của Chúa mà chúng ta cứ làm phần của mình như Chúa Ngài đã định. Còn vị Chúa Ngài sắp đặt những vị trí lãnh đạo, đó là việc của Chúa. Thật ra chúng ta cũng không có quyền kiểm soát được điều này, vì hội thánh không theo dân chủ nhưng mà là thần chủ. Nếu chúng ta đầu phiếu vân vân thì do sự quyết định của dân chúng. Nhưng mà hội thánh của Chúa thì nằm ở dưới quyền điều khiển của Chúa, cho nên Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa ban ơn, Chúa Ngài sức giàu cho, thì Ngài sẽ đưa những người mà Chúa Ngài chuẩn bị đó vào trong công tác mà Chúa Ngài đã định. Không có ai có độc quyền hoàn toàn về bất kỳ vị trí nào trong hội thánh. Đức Chúa Trời Ngài có thể dấy lên và Ngài cũng có thể hạ xuống. Công việc của chúng ta là đầu phục để Chúa Ngài hướng dẫn. Chúng ta để ý đến tại đây điều tuyệt vời mà Chúa hứa với Giô-suê, tại đây: bất cứ nơi nào bằng chân của con đạp đến thì ta ban cho các con, như ta đã phán với Môi-se. Bất cứ là bao nhiêu chỗ anh chị em, không có giới hạn. Bất cứ nơi nào bằng chân của con đạp đến thì ta ban cho các con. Đức Chúa Trời đã ban cho họ đất hứa theo như lời của Ngài hứa, nhưng họ phải đặt chân lên đất đó để có thể sở hữu nó. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một tương lai tuyệt vời và tiềm năng lớn lao không giới hạn, nhưng chính chúng ta quyết định giới hạn cho những gì chúng ta có thể đạt được cho Đức Chúa Trời. Đây là cái phước hạnh mà cũng là điều mà chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Lời hứa của Chúa rất lớn, và điều mà lòng của Đức Chúa Trời muốn đó là tất cả gia đình của chúng ta hạnh phúc, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và Ngài hứa về sự hiện diện của Ngài, cũng như Ngài trang bị cho chúng ta những gì cần thiết để chúng ta có thể có được một cái cuộc sống như Chúa Ngài đã định, một gia đình như Chúa Ngài đã hứa rằng Ngài ban phước. Nhưng chính chúng ta quyết định và giới hạn cho những gì chúng ta có thể đạt được. Đó là lý do chúng ta học theo gương của Chúa, chúng ta học theo gương của những người đi trước, để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh, hầu cho con cái thế hệ phía sau của chúng ta họ có thể nhìn thấy chúng ta, và họ cũng có thể được khích lệ và bước vào để cùng hưởng được phước hạnh mà Chúa Ngài đã ban cho. Chúng ta đi câu số 4. Địa phận của các con sẽ là quan mạc và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, luôn cả đất của dân Hê-tích cho đến biển lớn về hướng mặt trời lặn.
nói đến một cái vùng đất rất là lớn. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự gia tăng và mở rộng. Ngài muốn cho chúng ta có thể kinh nghiệm được một sự sống như vậy. Khi chúng ta được Chúa Ngài ban phước, Ngài muốn chúng ta được nở rộng. Lời cầu nguyện của Gia-bê: xin Chúa Ngài nở rộng bờ cõi của con. Chúa Ngài vừa ý và Ngài liền ban cho ông điều ông cầu xin. Đó cũng là ý định của Chúa ngay từ ban đầu ở trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Đức Chúa Trời Ngài dựng nên con người chúng ta xong, Ngài ban phước, cái lời ban phước đầu tiên đó là hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Đức Chúa Trời luôn luôn nghĩ đến sự nở rộng. Và Ngài cũng muốn ban phước trên đời sống của chúng ta như vậy ở trong ơn của Chúa. Và đó là một phần trong kế hoạch của Ngài mà chúng ta phải biết, đó là Chúa muốn chúng ta phát triển, gia tăng và thịnh vượng về mọi mặt. Ý định của Đức Chúa Trời ban đầu khi Ngài dựng nên loài người chúng ta là sống trong một hoàn cảnh rất là sung sướng, rất là đầy đủ. Chỉ vì tội ác mà đất bị rủa xả, cho nên chúng ta phải sống với trời sống bị rủa xả, đó là phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, chứ trước đó là không cần phải đổ mồ hôi. Phước của Chúa ban cho một cách dư tràn ở trong ơn của Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta có thể học được ở đây, đó là hãy nối kết với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Câu số 5: trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Và đây là điều tuyệt vời của sự hiện diện nên cho em. Ta sẽ ở với con như ta đã ở với Môi-se. Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Khi chúng ta nối kết với sự hiện diện của Chúa thì chúng ta thấy mình tự tin lắm. Cho nên nói dân sự biết Đức Chúa Trời của mình sẽ làm những việc lớn, làm những việc táo bạo. Càng biết Chúa rõ chừng nào, chúng ta càng dám đứng chừng đó một cách càng đảm. Vì Chúa Ngài ở cùng, Ngài hứa rằng trọn đời của Giô-suê đó sẽ không có ai có thể đứng nổi ở trước mặt ông. Điều này hàm ý rằng sẽ có những người đứng, nhưng mà đứng ở trước mặt Giô-suê là sẽ ngã. Hát mà chúng ta đã hát ở trong ngày hôm nay, Đấng đắc thắng, The Champion. Mấy câu đầu của lời bài hát là con đã tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này nhưng mà không nghĩ ra. Là con một con người tội lỗi. Nhưng tại sao Chúa Ngài lại ban phước và sử dụng để con có thể bày tỏ sự đắc thắng của Ngài, mang sự đắc thắng của Ngài trong cuộc đời của con? Trước đây con nghĩ rằng bởi công đức riêng của mình. Nhưng mà bây giờ hiểu được, đó là bởi sự ban cho, bởi sự tin dùng của Ngài. Và bởi vì Ngài là đấng, khi Ngài đứng lên, Ngài trỗi dậy, thì những tên khổng lồ phải ngã sắp mặt xuống. Và Ngài ban cho con được cái thẩm quyền đó. Cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ là những người bước đi một cách mạnh mẽ, bởi vì chúng ta nối kết với sự hiện diện của Chúa. Có sự đắc thắng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có sự vững chắc thiêng liêng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy là những người nam quen với sự hiện diện của Chúa, để chúng ta có thể hướng dẫn gia đình đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Anh em của tôi ơi, chúng ta phải là những người biết và quen với sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không dắt ai đi đến cái nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến. Chúng ta không thể nào làm gương cho những điều mà chúng ta không có. Cho nên tòa giảng buổi sáng hôm nay, nảnh của một cái phòng nơi mà người cha, người chủ gia đình có một cái chỗ thường xuyên ngồi để đọc lời của Đức Chúa Trời, để cầu nguyện. Để từ đó khi người cha, người chủ gia đình này đứng lên thì có thể hướng dẫn gia đình của mình theo đường lối của Chúa. Là người quen thuộc với sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách cá nhân, sẽ hướng dẫn cho gia đình của mình liên tục bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Có như vậy chúng ta mới có thể kinh nghiệm được phước hạnh và đứng vững ở trong ơn của Chúa. Điều thứ ba mà chúng ta có thể học được từ nơi điều Chúa Ngài hứa ban cho Giô-suê tại đây, đó là không lay chuyển với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, kế hoạch của Chúa, đường lối của Ngài sẽ đứng vững và còn lại cho đến đời đời. Công việc của chúng ta là đừng xoay qua bên phải hoặc là bên trái. Để chi? Để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa. Cuộc sống không xu hướng khiến cho chúng ta can đảm. Ngày hôm nay chúng ta thấy một cái điều mà rất là dễ xảy ra, đó là chúng ta xu hướng theo những điều của đời này.
theo những phong trào, theo những làn sóng, từ ăn mặc cho đến lối sống. Và xin Chúa ngài cho để những người nam trong hội thánh của Chúa chúng ta trở lại với lời của Chúa, biết được đường lối của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không nắm vững lời của Chúa và kế hoạch của ngài thì chúng ta rất dễ để chúng ta bắt chước theo những người lân cận của chúng ta. Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Theo như Giô-suê chương 1 câu số 7. Dân em đi, hãy như con ngựa đã được tra hầm thiết và được che mắt của mình. Chúng ta chỉ đi tới phía trước theo sự dẫn dắt của Chúa. Đừng nhìn qua nhìn lại. Sẽ có những tiếng gọi xung quanh của chúng ta. Sẽ có những tiếng nói xung quanh của chúng ta. Nhưng hãy tập trung vào để chúng ta chỉ bắt được làn sóng và tiếng nói, tiếng phán của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta mới có thể thành công và được phước được ở trong ơn của Chúa. Anh chị em có thấy cụm từ cuối, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng không? Đó là hứa của Chúa. Nếu chúng ta cẩn thận làm theo tất cả luật pháp của Chúa, thì Chúa hứa để con đi đâu cũng sẽ được thịnh vượng. Chúa bỏ đâu cũng thịnh vượng hết. Như chúng ta thấy cuộc đời của ông Joseph mà chúng ta đã học, ông bị bán làm nô lệ và trong nhà của Potiphar, tại đó ông được thịnh vượng. Từ đó thịnh vượng đến độ Đức Giê-hô-va vì Joseph mà ban phước cho gia đình của Potiphar. Rồi bị bà chủ hại, cuối cùng ông bị bỏ vào trong tù. Ở trong tù ông cũng được Chúa nghe ban phước cất nhắc để làm người giúp đỡ cho cai tù ở trong cái nhà tù đó. Ông đi đâu Chúa cũng ban phước đó, tại vì ông can đảm, mạnh dạn làm theo tất cả luật pháp của Chúa, lời của ngài. Và dù lúc đó Joseph chưa có luật pháp của Chúa như Joshua, nhưng mà ông biết Đức Chúa Trời của mình và ông kính sợ Chúa, cho nên ông đã không làm những cái công việc vi phạm và làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Luôn cả lời mời gọi mỗi ngày của người, của bà chủ của mình, kêu gọi Joseph đến nằm cùng mình. Ông nói rằng ở trong nhà này chủ giao cho tôi hết tất cả trừ ra bà. Làm sao tôi có thể phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời mà chiều theo cái lời dụ dỗ của bà. Ông tuột áo ông chạy, mà Chúa nghe ban phước trên ông. Không lay chuyển với kế hoạch của Đức Chúa Trời bởi tuân theo lời của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta can đảm. Câu số 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường của mình và mới thành công. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta muốn được thịnh vượng và thành công, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng phải để cho quyển sách luật pháp này, Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời đừng có xa miệng của chúng ta, đọc thành lời. Để cho lỗ tai chúng ta nghe những điều chúng ta đọc lời của Chúa. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Và đằng này không phải nghe những lời đồn đảo, nhưng mà nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghe lời của Chúa trong lúc chúng ta nhóm nhau lại trong ngày Chủ nhật, nhưng mà hàng ngày trong nhà của mình, hãy đọc lời của Chúa lớn lên cho lỗ tai của mình nghe. Nó đưa vào trong bộ nhớ của chúng ta, để chúng ta có thể nhớ và suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, để chúng ta có thể cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Thì sự đảm bảo của Đức Chúa Trời ở tại đây chúng ta thấy, vì như thế, vì theo cái cách đó, con mới được thịnh vượng trong con đường của mình và mới thành công. Cảm ơn Chúa. Không lay chuyển với kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc mệnh lệnh của Chúa khiến cho chúng ta can đảm. Giô-suê chương 1 câu số 9, chẳng phải ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Đó là sự xác nhận của Chúa. Ngài ban cho Giô-suê tới đây lời hứa của sự hiện diện của Ngài. Không lìa, không bỏ. Ông đi bất cứ nơi nào, Chúa cũng đi cùng hết. Đó là một cái gương hết sức là tuyệt vời. Hỏi những người cha, hãy bày tỏ cho con của mình một cái sự đảm bảo về sự hiện diện, sự có mặt của mình. Nếu không có mặt được với con ở tại đó, thì chúng ta có mặt với con bởi lời cầu nguyện, và Đức Chúa Trời của chúng ta có thể bày tỏ sự hiện diện của mình với con cái của mình. Con nó đi học xa, chúng ta không có thể có mặt với nó, nhưng mà chúng ta vẫn bày tỏ sự hiện diện của mình với con cái bởi sự cầu thai của mình. Và bởi sự cầu thai của mình mà chúng ta sẽ thấy con cái của chúng ta sẽ được bảo vệ và giúp đỡ. Cho nên như người cha, đừng ngưng cầu nguyện
xin Chúa bảo vệ con cái của mình. Nhiều năm về trước tôi nghe một câu chuyện, nó nhắc lại và để cho tôi một cái lời khích lệ, đừng bao giờ ngưng cầu nguyện cho con cái của mình. Đó là có một ban nhạc rock, họ chơi nhạc ở trong thời bây giờ, hơn 30 năm về trước. Thì các ban nhạc rock này họ có một cái công việc đó là họ cho những cái thẻ vào cửa để gặp họ ở phía sau hậu trường, phía sau sân khấu, backstage pass. Những người trẻ hâm mộ những người ca sĩ và những người nhạc sĩ này đi ra phía sau sân khấu. Tại đó họ hút sách, họ liên hệ với nhau về thầy sát. Và vì nó là một cái việc bí mật cho nên có những người gác cửa. Thì khi cho phép những người đi vào ở phía sau đó, thì người gác cửa gặp một thiếu nữ. Ông nhìn và ông hỏi, em đi đâu? Dạ tôi với các bạn được cái pass đi ra và gặp người ca sĩ. Ông nói rằng không, em không được đi vào ở phía sau đó. Tại vì cái người mà đang đứng kế bên cạnh em đã cấm không cho tôi làm công việc. Em nhìn qua nhìn lại hỏi người đó là người nào? Cái người gác cửa này lại hỏi một câu hỏi tiếp. Em có phải là người tin lành không? Dạ ba mẹ của em là người tin lành. Ông nói bây giờ tôi hiểu rồi. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài đi để bảo vệ, để ngăn chặn cái người thiếu nữ này. Xích một chút là mất đời con gái của mình. Vì cha mẹ là người tin kính Chúa đã cầu thai cho con của mình. Mà Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đi cùng để ngăn chặn việc đó. Đừng quên cầu nguyện và bày tỏ sự hiện diện của mình với con cái qua sự cầu thai của mình. Cuối cùng, một nét mà hiện tại đang thiếu thốn rất lớn, bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi thuyết nhân bản. Chúng ta chỉ biết có chính mình. Nhưng mà trong một trận chiến, là những người chiến sĩ, chúng ta luôn luôn cần những người cùng chiến đấu. Cái tình huynh đệ chi binh là đều phải có. Và một xe ở trong ơn của Chúa đã căn dặn cho các chi phái đã được cắt đặt. Cái vùng đất mà họ được chia trước cho họ rồi, đó là phía bên kia của sông Giô-đan, tức là chỗ mà họ đang ở và sẽ vượt qua sông Giô-đan để vào chiếm lấy xứ. Thì Mô-sê căn dặn họ như thế này. Giô-suê nói với người Ru-bên, người Gát và phân nửa bộ tộc Mê-nê-xê rằng, hãy nhớ lại lời Mô-sê đầy tớ của Giê-hô-va đã truyền cho anh em rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em cho anh em một nơi an nghỉ và ban đất này cho anh em. Vợ, con cái và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Mô-sê ban cho anh em ở bên này sông Giô-đanh. Nhưng anh em, tức là tất cả những người mạnh dạn, phải cầm vũ khí vượt qua trước anh em của mình và giúp đỡ họ. Cho đến khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em của anh em như đã ban cho anh em, và họ cũng nhận được phần đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho họ. Bây giờ, anh em sẽ trở về chiếm lấy sản nghiệp là phần đất mà Mô-sê đầy tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho anh em ở phía bên này của sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc. Nguyên tắc thứ tư này để chúng ta kết thúc, đó là hỗ trợ anh em của mình trong trận chiến của họ. Những anh em trong cùng một niềm tin, các anh em trong cùng một hội thánh, là những người mà chúng ta liên kết với nhau, chúng ta nắm tay nhau và chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta quan sát và yểm trợ nhau. Vì anh chị em, chúng ta có thể thấy phía trước, nhưng mà chúng ta luôn luôn cần một cái người để quan sát và đề cao cảnh giác chúng ta cho những việc xảy ra sau lưng chúng ta. Ở trong quân đội, ở trong không quân, thì chiến đấu cơ khi họ cất cánh lên và họ tham chiến đó, thì cái chiếc mà bay bên cánh của họ gọi là the wingman là cái vị trí rất là quan trọng. Bởi vì các chiến đấu cơ khác của quân thù, nó có thể đeo theo sau lưng của chiếc mà nó đang chuẩn bị tấn công, nhưng nó sẽ ngại và sợ khi thấy cái người bảo vệ, cái chiếc bảo vệ ở bên cạnh đó. Và cái vai trò của chiếc bảo vệ, the wingman, không bao giờ bỏ anh em của mình.
Trong quân đội cũng vậy. Có nhiều trận chiến mà vì cái phương châm của họ là không để lại bất cứ một anh em nào ở trong chiến trận. Sống hay chết, tất cả chúng ta sẽ ra về chung với nhau. Và có những đội đã chết nhiều hơn là số anh em của mình chết ở trong chiến trận để cho bằng được đem xác của họ ra. Ở đây chúng ta thấy cái tinh thần hỗ trợ anh em của mình được Giô-suê khuyến khích. Đức Chúa Trời đã định và qua Môi-se đã cắt đặt cho các chi phái Ruben, Gad và Manasse. Họ đã được chia cho họ những cái vùng đất ở phía bên này của sông Giô-đanh. Nhưng họ phải đi để vợ con của mình lại ở bên này. Còn họ phải như những người dũng sĩ, cầm binh khí của mình đi qua bên kia để cùng với các anh em của mình chiến đấu chiếm lấy đất, cho đến chừng anh em của mình đã chiếm được đất hứa cho họ, cho chi phái của họ. Lúc bây giờ những người này mới có thể trở về để sống với gia đình của mình. Cái tinh thần này là tinh thần mà xin Chúa ngày ban phước để chúng ta có được. Ngày hôm nay chúng ta rất dễ để rơi vào trong tình trạng chúng ta mắc mưu của kẻ thù. Nó tách chúng ta ra để nó có thể giết chúng ta. Và trong niềm tin của chúng ta là những người con gái của Chúa, hội thánh của Chúa, không có cái chỗ cơ đốc nhân là một ốc đảo được. Mà cơ đốc nhân là một phần của thân thể của Chúa. Chúng ta là các chi thể trong thân thể của Ngài. Chúng ta cần nhau. Vậy có một sự hiệp quần đem lại một sức mạnh rất là lớn khi chúng ta có sự hiệp một. Như trong ngày lễ ngũ tuần tôi đã chia sẻ với anh chị em, nếu có ba yếu tố này thì chính Đức Chúa Trời Ngài phán rằng chính Ngài cũng không thể nào cản trở được. Có một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ và cùng nhau hiệp một để toan định làm một việc. Đức Chúa Trời Ngài ban ngôi, Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau, chúng ta hãy xuống xem cái công việc của loài người làm. Họ muốn xây cái tháp cao lên đến tận trời. Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta xuống xem. Rồi bây giờ kìa, một nhóm người nói cùng một thứ ngôn ngữ và họ đã toan định làm một công việc, thì không có điều chi có thể ngăn trở họ được. Anh xem có thấy sức mạnh của sự hiệp quần. Có một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ, không phải một thứ tiếng, mà nói cùng một ngôn ngữ có nghĩa là nói những điều mà hiểu với nhau được. Bây giờ họ toan định để làm một công việc thì chính Đức Chúa Trời Ngài nói rằng không điều gì có thể ngăn trở họ được, chỉ trừ ra Ngài là đấng có quyền để thay đổi ngôn ngữ của họ, thì tháp Ba Bên mới phải dừng lại. Khi chúng ta hiệp một, cầu nguyện cho nhau, yểm trợ nhau, họ đặt cái phúc lợi của anh em của mình trước, thì mình sẽ là phước hạnh lắm. Cho anh em của tôi, hãy có những người anh em mà chúng ta kết chặt tình thân ở trong Chúa, yểm trợ nhau, cùng nắm tay nhau chúng ta tiến lên, cầu nguyện cho gia đình của nhau. Khi chúng ta có những cái vui buồn trong đời sống của mình, mình có thể tâm sự được với anh em của mình. Còn không, chúng ta sẽ bị Satan nó cô lập chúng ta và nó giết chúng ta một cách rất là dễ dàng. Chỉ dẫn của Giô-suê là giúp đỡ anh em của mình trong trận chiến của họ trước khi họ có thể định cư trên phần đất đã chia cho mình. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ tâm tới trong ơn của Chúa để làm một người đàn ông can đảm, đầy nam tính, một trượng phu. Chúng ta cần phải đứng vững trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nối kết với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đứng vững, không lay chuyển với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Dù con người có tìm cách để tái định nghĩa gia đình, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã định, Ngài đã là đấng thành lập hôn nhân đầu tiên khi Ngài dựng nên Adam và Eva. Đó là định nghĩa của gia đình. Hai người, một nam một nữ hiệp lại với nhau, họ sanh con, đẻ cái. Đó là gia đình theo định nghĩa của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay con người có thể tái định nghĩa, nhưng mà chúng ta không xoay qua bên phải, không xoay qua bên trái, là bởi vì chúng ta bám theo chân lý của Đức Chúa Trời và định nghĩa của Ngài trong tất cả mọi sự. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ là những người hỗ trợ anh em mình trong trận chiến của họ.
vai trò làm cha làm chủ gia đình, tôi tin rằng nếu chúng ta đã lập gia đình một thời gian đủ để chúng ta có thể đều công nhận làm người hướng dẫn gia đình, lãnh đạo gia đình trong thời điểm này không phải là chuyện dễ. Chúng ta biết điều đó, hãy nhìn nhận và lên tiếng rằng tôi cần những chiến sĩ của Đức Chúa Trời để tôi được đứng chung và yểm trợ anh em yểm trợ tôi, và tôi có thể hoàn tất được công tác mà Chúa ngài giao cho trong ơn của Chúa. Mình xin Chúa ban phước để giữa chúng ta tại đây sẽ có những người được Chúa ngài ban cho mạnh dạn và can đảm, để Chúa ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta và gia đình của chúng ta. Cầu nguyện và gia nhập vào trong đội ngũ của một phong trào rất lớn mà Đức Chúa Trời ngài đang làm việc, vượt văn hóa, chủng tộc. Trong hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ ngày hôm nay là những người cùng hứa nguyện, chúng tôi sẽ đứng một cách can đảm, stand courageous. Mình xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa. Như tôi đã hứa trong tuần rồi, ở trong thời gian này chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Tôi cảm ơn Chúa theo như lời của ngài đã phán với Giô-suê. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể ở với chúng ta luôn luôn qua Đức Thánh Linh là đấng ở với chúng ta đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể đứng vững trên lời của Đức Chúa Trời, vì Đức Thánh Linh ngài giúp đỡ cho chúng ta, ngài ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta không lay chuyển đối với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bởi ơn của Chúa chúng ta nhận biết và đón nhận các sự ban cho của Chúa, các ân tứ, quyền năng của ngài, các khả năng siêu nhiên của Chúa, để chúng ta có thể hiểu, yểm trợ, hỗ trợ anh em của mình ở trong trận chiến của họ. Nên trong ơn của Chúa trong thời giờ này, trước khi chúng ta kết thúc, và những người nam trong hội thánh sẽ nhận được món quà của hội thánh, đó là một chiếc áo có câu gốc mà phía sau lưng của tôi ở tại đây trong Giô-suê chương 1 câu số 9. Hãy làm những người nam mạnh dạn, càng đảm cho Chúa. Tôi muốn cầu nguyện lời cầu nguyện và chúc phước trên các anh em. Giờ này tôi xin mời quý ông, có thể những người làm cha, những người là cha thuộc linh, những người sẽ làm cha ở trong một thời gian ngắn sắp đến, xin đứng lên tại chỗ của mình. Và tôi xin mời các chị em có thể đứng với chồng của mình, đứng với cha của mình, và cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này. Cảm ơn Chúa về lòng của chúng con được khích lệ và niềm hy vọng ở trong công việc của Chúa ngài đang làm ở trong thời đại của chúng con. Ngài đang đánh thức những người nam của Chúa, những người đàn ông trong hội thánh của ngài, những người cha, những người chủ gia đình, để chúng con sẽ cảm ơn Chúa và làm tròn trách nhiệm mà Chúa giao phó, và cùng đứng chung với anh em của mình để chúng con có thể cùng nhau gây dựng một cộng đồng niềm tin, một hội thánh mạnh mẽ, làm một nơi mà gia đình của chúng con có thể nhận được sự giúp đỡ, yểm trợ, để chúng con cùng nhau mở rộng. Để Chúa ban phước và sử dụng chúng con để làm nguồn phước cho nhiều người. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa bởi lời của ngài đã nói với Giô-suê, và chúng con ngày hôm nay đón nhận như lời của Chúa cũng phán với anh em của con nữa. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, và cho những người của Đức Chúa Trời có thể được sắm sẵn để làm mọi việc lành. Vì đây con nhân danh Chúa và công bố lời chúc phước trên các anh em của con, anh em với dâu của tôi, những người nam trong hội thánh của Chúa. Trọn đời anh em vì Chúa ở cùng, nên sẽ không có ai có thể đứng nổi trước mặt anh em. Chúa sẽ ở với anh em như Chúa đã từng ở với Môi-se, với các thánh đồ của ngài. Và bởi lời của ngài hứa và bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh, ngài hứa rằng ngài không lìa, không bỏ anh em đâu. Cho nên hãy vững vàng, hãy vững vàng trong Chúa. Cảm ơn Chúa.
nhận danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi kêu gọi anh em bởi tình yêu và ân điển của Chúa và quyền năng của Ngài, hãy mạnh dạn, can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi, vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của anh em vẫn ở cùng anh em trong mọi nơi anh em đi. Cha ban ơn để chúng con có thể hoàn tất được trọng trách mà Chúa giao phó. Vì gia đình đang cần chúng con, cộng đồng đang cần chúng con, đất nước xứ sở đang cần chúng con. Xin Thánh Linh tự do hành động và dấy lên những người nam mạnh dạn và can đảm cho Ngài. Còn nhờ nhìn Chúa chúc phước cho anh em của con, nguyện xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh em, nguyện xin Chúa làm ơn cho anh em, nguyện xin Chúa gìn giữ bảo vệ anh em bất cứ nơi nào anh em đi. Hãy được phước và làm nguồn phước, hãy là người kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thích điều răn của Ngài, để tất cả những phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho anh em có thể tiến vào nhận lấy, được phước và làm nguồn phước cho muôn người, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em, cảm ơn của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.